Marvin và Dina. Marvin P2 Gervi Kendall, Rockefeller vô địch Việt Nam. Tháng 9 năm 2018, ghép với Dina, còn cái nhập. Dina hiện tại thì 17 tháng tuổi, chạy cho lấy giống lần đầu. Một ca ghép đôi cực kỳ khó khăn cho Marvin, bởi Dina là một cái con cái mà cái độ đề phòng rất cao. Dina rất là sẵn sàng cho cái việc lấy giống, và cũng rất là gần chủ. Nhưng mà để mà hỗ trợ Dina thì Dina lại không cho hỗ trợ. Cứ sờ vào người Dina mà đỡ là Dina chơi cái bài quái chiêu là oằn người để nằm ra, không cho hỗ trợ. Bản lĩnh của Marvin thì mọi người theo dõi các cái video gần nhất bên Dakota thì mọi người có thể thấy được Marvin nó là một cái con, cái bản lĩnh của nó là miễn bàn. Nó rất là lì, không có ngán một cái trường hợp nào, và độ ham thì cũng miễn bàn luôn. Độ ham của Marvin thì cũng là số 1 luôn. Gặp Dina thì vẫn là một cái trường hợp quá khó khăn cho Marvin. Để mà tránh cái việc Dina quay lại cắn Marvin khi mà đỡ, thì đeo cái rọ mõm cho Dina. Dina thì nuôi ở trại, thành ra là chả bao giờ đeo rọ mõm cả. Trước đây nhỏ thì đeo cái rọ mõm da thôi, bây giờ dùng cái rọ mõm nhựa là phản ứng, cố dứt cái rọ mõm ra và nó kéo đứt luôn cả cái dây của cái rọ mõm luôn. Cái cặp đôi này để cho nó tự xử lý thì nó rất là khó. Dina thì có một cái lợi thế là cái khung gọng của Dina rất là khỏe, Dina chịu được sức nặng của Marvin. Nhưng cái khó của nó là đây là cái lần cho sinh sản đầu tiên, và cái cơ địa của Dina thì hoa hơi nhỏ. Rất nhỏ chứ không phải hơi nhỏ. Thành ra nếu mà để mà tự xử lý thì có lẽ là sẽ mãi mãi không bao giờ được được. Hai người hỗ trợ không được, quay ra chuyển sang một người hỗ trợ cũng vẫn không được. Để một người hỗ trợ là để bớt cái độ đề phòng của Dina đi, nó đỡ mang cái tính chất cưỡng ép. Dina không thích bị cưỡng ép. Vì Dina làm đứt mất cái rọ mõm bằng nhựa, cho nên phải chuyển sang cái rọ mõm bằng sắt inox. Mà với cái rọ mõm inox thì Dina phản ứng, Dina không thích cái rọ mõm inox, bởi vì nó cọ vào mũi. Được cái là tất cả các con đực của Gervi thì
nuôi dinh dưỡng tốt, cộng với lại cái gen của con chó nó khỏe, cho nên là cái độ ham của con đực thì không bao giờ phải suy nghĩ. Chứ nếu những cái ca như thế này mà vào các cái con đực mà nó nhanh chán thì cũng là thôi, xin thua. Dina nó là cái con cái mà theo một nửa cái dòng máu quốc kinh. Độ đề phòng của Dina rất cao. Và Dina tháo cái rọ mõm thì chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi. Đỡ Dina thì Dina không có dám làm trái ý chủ, thì Dina chơi cái bài là oằn người ra để nằm ra. Nằm ra là chịu rồi. Rất là hợp tác với Marvin. Nhưng mà với những cái trường hợp mà cái cơ địa của con cái mà nó tương tự như Dina thì vô cùng khó. Nếu mà để tự nhiên thì chắc là cái việc mà thành công là coi như là 0%. Vin thì bám giết. Với cái cặp này thì muốn hỗ trợ nó cũng không hỗ trợ được. Nó rất là khó, thử rất nhiều lần. Để yên thì vì cái cơ địa mà nó rất là khó để nó hoàn thành, gần như là bằng tỷ lệ có thể thành công gần như là không. Nhưng mà nếu mà hỗ trợ thì Dina lại không có ok cho hỗ trợ. Đây phải đổi lại là đổi lại tay đỡ. Đấy, Dina không có dám làm trái ý của chủ, thì Dina chơi bài Dina nằm oặt người ra, thế là thôi, nằm ra vườn là xong rồi. Không có ai làm gì được, mà cũng chẳng có ai có thể trách gì được. Để tự hai đứa với nhau thì rất là hợp tác. Mọi người có thể thấy được cái sự khó khăn với một số cái cặp ghép thì nó vô cùng khó. Ở đây là nó có một cái thuận lợi là Marvin là cực kỳ là bản lĩnh và độ ham, coi như là về phía con đực là có thể nói là không có cái gì phải suy nghĩ cả. Và Dina thì rất là khỏe, cái khung gọng của Dina rất khỏe, Dina nhỏ con hơn. Nhưng mà Dina hoàn toàn Dina chịu được cái sức nặng của Marvin. Nhưng cũng không thể làm gì được. Hôm nay là ngày đầu tiên cho cặp từ bé này đã có cái kế hoạch từ nhỏ rồi, khi mà nhập Dina về. Nhập Dina về từ lúc Dina 4 tháng. Bây giờ là Dina là 17 tháng. 17 tháng thì gọi là bắt đầu cho vào để mà sinh sản tạm rồi. 19, coi như 19 tháng là sẽ sinh. Hơi sớm một chút, kể ra mà khoảng tầm 19-20 tháng. Lấy giống thì 21-22 tháng đẻ thì sẽ ok hơn. Nhưng mà cái đấy nó theo cái chu kỳ của con cái. Đây. Khi mà người mà
đỡ hỗ trợ Dina thì Dina rất là hợp tác, nhưng mà chỉ cần Vin nhảy lên là Dina không hợp tác rồi. Còn nếu mà người mà không hỗ trợ thì Vin nhảy lên Dina lại rất hợp tác, thế nó mới khoai. Để đưa ra được những cái đàn cho con mà tốt mọi thứ theo cái những cái kế hoạch nhân giống, nó cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Từ cái khâu đầu tiên là cái khâu lấy giống, mọi người xem để mọi người có thể cảm nhận được cái sự khó khăn đấy. Dina rất là tinh quái. Nếu mà những cái con mà những cái con cái mà nó ù ở thôi thì nó sẽ không có phản ứng theo kiểu như này đâu. Hay những con tinh quái là nó chơi bài là nó phản ứng là nó các thể loại cả để mà nó có thể thoát ra được. Đây. Nên như này này chịu rồi. Ở ngày thứ hai thì hỗ trợ được cái cặp đôi này thành công, thì mọi người cùng chờ đàn cho con của cặp Marvin và Dina trong 2 tháng nữa, tức là đầu tháng 6. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi các video của Trẻ Chó Rockefeller Ruby Hà Nội. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again.